mà cảm giác như nói chuyện nhau thân thiết. Càng nói chuyện nhiều lúc là không được nói chuyện lại cứ thấy thiếu thiếu đi điều gì đấy, cứ thích nói chuyện với nhau. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, những mối tình chị em thì gây xôn xao dư luận và gặp không ít những ý kiến trái chiều. Và nhiều người cho rằng họ đến với nhau chỉ vì vật chất. Thế nhưng nhiều người lại tin tưởng vào tình yêu chân thành và ngưỡng mộ về những cặp đôi không phân biệt tuổi tác này. Và thực tế đã chứng minh rằng những đôi dù có chênh lệch tuổi tác hay là về ngoại hình, thế nhưng những cặp đôi đối lập này họ vẫn chung sống vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Và trong đó phải kể đến đó là câu chuyện của chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định đang gây xôn xao dư luận. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về những câu chuyện về mối tình chị em đang gây sốt cộng đồng mạng ở trong video này nhé. Những mối tình chênh lệch tuổi tác thì không còn lạ lẫm và chẳng phải rào cản lớn đối với những cặp đôi yêu nhau. Và trước đám cưới của chàng 26 và nàng 61 gây xôn xao thì bên cạnh đó còn có câu chuyện về chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định cũng xôn xao dư luận không kém. Và những đám cưới mà cô dâu lớn tuổi hơn chú rể đã thường thu hút sự bàn tán của rất nhiều người. Tuy nhiên, chính vì sự quan tâm thái quá này đã khiến những người trong cuộc chịu không ít tổn thương. Đám cưới của chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định. Trước đó thì vào tháng 5 năm 2018, cư dân mạng đã được một fan xôn xao khi mà những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi đũa lệch ở Nam Định được chia sẻ lên trang mạng xã hội. Mặc dù cách biệt nhau đến 20 tuổi, thế nhưng cặp đôi vẫn không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ. Và cách đây ít phút, trên mạng xã hội chia sẻ chóng mặt đoạn clip về đám cưới giữa chú rể 28 và cô dâu 48 tuổi. Theo đó, đoạn clip này dài hơn 40 phút để ghi lại lễ thành hôn của chú rể Đại Vệ, sinh năm 1990, và cô dâu Hiền Lương, sinh năm 1970. Và chú rể Đại Vệ đã không ngần ngại trao cho cô dâu Hiền Lương nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của cả quan viên hai họ. Đáng lưu ý là dù cách biệt tuổi rất lớn về tuổi tác, thế nhưng đám cưới diễn ra rất hết sức vui vẻ, hạnh phúc với những lời chúc phúc của đông đảo thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm. Và đã có rất nhiều lời chúc phúc được gửi tới cặp đôi đặc biệt này. Và theo thông tin từ Facebook LTT, người đăng tải đoạn clip ở trên, đám cưới này diễn ra tại Nam Định. Và ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu mãnh liệt, bất chấp khoảng cách về tuổi tác của cặp đôi. Thông qua mạng xã hội thì đã không ít lời chúc trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long cũng được gửi đến cô dâu và chú rể. Được biết, cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn và chú rể là con út trong gia đình có ba anh em, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cả mẹ và anh của Vệ đều mắc bệnh tâm thần, được trợ cấp của nhà nước. Và bản thân chú rể cũng mắc bệnh nhẹ, nhưng vẫn có thể sinh hoạt lao động bình thường. Còn cô dâu Hiền Lương thì hoàn toàn bình thường, nhưng kém sắc nên là quá lứa lỡ thì. Và bên cạnh đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các khoản chi phí đám cưới được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Và cũng như các cặp đôi đũa lệch khác thì đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể hơn nhau 22 tuổi ở Thanh Hóa cũng từng khiến cư dân mạng dậy sóng và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy vậy, đa phần đều cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác và gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng son. 2. Đám cưới của chú rể kém cô dâu gần 20 tuổi ở Thanh Hóa. Đám cưới của cặp đôi Ngọc Đức 25 tuổi ở Thanh Hóa và cô dâu Phương Ngọc 38 tuổi ở Hà Nội cũng gây xôn xao dư luận vì cách biệt rất lớn về tuổi tác. Có vẻ khoảng cách về tuổi tác ngày càng trở thành chuyện nhỏ trong xã hội ngày nay khi những đám cưới của các phi công trẻ diễn ra ngày một nhiều. Và Ngọc Đức là một cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội gặp Phương Ngọc tại phòng trọ, khi ấy cô đang làm một công nhân. Và trong lúc thực tập tại xưởng sửa chữa ô tô, họ tìm thấy sự đồng cảm từ phía nhau nên đã yêu và sớm đăng ký kết hôn. Và cho đến 3 năm sau mới bắt đầu làm đám cưới.
Ngọc Đức đã khẳng định rằng hai vợ chồng tiến tới hôn nhân đều xuất phát từ tình yêu và không có chuyện lấy nhau vì vật chất như nhiều người đồn đoán. Và trong suốt quá trình tìm hiểu, trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình vì sự chênh lệch tuổi tác. Thế nhưng sau chứng kiến sự quyết tâm của cặp đôi và thấy cô dâu ngoan ngoãn lễ phép nên gia đình đã đồng ý. 3. Thanh niên 26 tuổi ngày nào cũng tới spa dưỡng da để cờ đổ bà chủ 61 tuổi. Và mới đây thì trên mạng xã hội cũng đã từng xuất hiện dòng chia sẻ về chuyện tình của chàng trai 26 tuổi với người phụ nữ 61 tuổi ở Cao Bằng đã gây bão cộng đồng mạng, kèm theo đó là những tấm hình cưới đẹp lung linh cùng với những khoảnh khắc thân mật thường ngày của hai người. Và cô dâu là Nguyễn Thị Thu Giao, sinh năm 1957 và chủ một trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại Cao Bằng. Còn chú rể là Triệu Hoa Cương, sinh năm 1992, làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Và cả hai hiện đang sống ở Cao Bằng. Như bao chuyện tình lệch tuổi khác, chuyện tình của cặp đôi Cao Bằng đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng họ đến với nhau vì tình yêu đích thực, kẻ lại cho rằng trai trẻ lấy vợ già vì tiền. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên thể hiện tình cảm và dành cho nhau những lời nói có cánh trên mạng xã hội. Trước những ồn ào trên mạng xã hội cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và khiến cả hai phải mất ăn mất ngủ. Và Hoa Cương cho hay, những ngày qua anh vô cùng mệt mỏi vì sự bàn tán thị phi của dân mạng. Và anh càng thương vợ hơn khi phải chịu những chỉ trích không đáng có. Vợ chồng tôi cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Quá nhiều lời nói không hay đến từ những người chẳng biết gì về cuộc sống của chúng tôi. Họ lướt qua và bàn tán cho vui miệng, chứ không nghĩ đến tâm trạng của người khác. Quá đáng buồn, và anh Cường bức xúc. Nhắc đến lý do cưới vợ hơn mình 35 tuổi và anh đã cười thản nhiên rằng tuổi tác chỉ còn là con số đếm. Gặp nhau, tâm sự nhiều, biết vợ có một quá khứ đau buồn, thậm chí có lúc suy sụp, anh này đã nảy sinh lòng thương cảm. Và anh đã quyết định tìm hiểu một cách nghiêm túc, bởi đã là người phụ nữ thì ai cũng xứng đáng được yêu thương, bất kể là già hay trẻ. Và anh Cương lại càng bức xúc hơn khi nhiều người nói anh lấy vợ già vì tài sản. Và đó là một sai lầm. Thứ nhất, vợ tôi bươn trải nhiều năm, kiếm sống chẳng lẽ không nhận ra tôi thật lòng hay không? Và thứ hai, nếu dựa vào tài sản của vợ thì tôi cần gì ngày ngày phải đi làm? Ngoài công trường dầm mưa phơi nắng, và các bạn không biết thực hư thế nào mà chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đó là không công bằng với người ta. Và anh Cương nói, Cương và Thu Giao gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017 khi mà anh đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp của vợ để làm mặt. Từ lần đầu gặp, anh đã ấn tượng với sự ân cần chu đáo của Thu Giao. Và mỗi lần làm mặt xong thì anh đều ngồi lại uống một tách cà phê, trò chuyện với bà chủ. Lâu dần, họ đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Dẫu biết người phụ nữ ấy đã hơn mình 35 tuổi, thế nhưng Hoa Cương vẫn chủ động trong chuyện tình cảm. Và anh từng bị gia đình phản đối dữ dội, thế nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi cuộc tình này. Tôi yêu cả con người cô ấy, có cái gì đó thật khó diễn tả thành lời. Và giờ đây, chỉ xa nhau một ngày thôi cũng thật khó khăn, và anh Cương chia sẻ. Cuộc sống của tôi do tôi lựa chọn, miễn sao khi ở bên vợ tôi, cảm thấy vui và hạnh phúc là được. Mình sống vì mình, chứ đâu phải sinh ra để sống làm hài lòng người khác đúng không? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không làm điều gì sai trái, và anh Cương nói thêm. Và chia sẻ với tình yêu với người vợ hơn 35 tuổi thì Cương cho biết việc anh yêu người hơn nhiều tuổi là có thật và đó là một tình cảm thật lòng. Và anh cũng khẳng định hai người chỉ còn chờ giây phút công khai đám cưới nữa thôi. Họ còn đăng ký kết hôn hồi tháng 6 và sống bên nhau từ năm ngoái rồi. Khi hai người quyết định đăng ký kết hôn, anh Cương và chị Giao cũng đã nói chuyện với nhau như trước. Dù không có con, thế nhưng với anh chị quan trọng là hai người yêu thương nhau. Sống với nhau được hạnh phúc để xã hội nhìn vào, dù có hơn hay kém tuổi thì tình yêu vẫn chiến thắng tất cả. Về con cái, vợ chồng tôi cũng đã nghĩ đợi cưới xong ổn định công việc. Mọi thứ nếu muốn có con cái thì có thể đi xin nhận con nuôi. Và tôi là đàn ông phải vì gia đình đi làm chứ. Mình có sức làm, phải kiếm tiền sau này còn chăm lo cho mình, cho vợ con, cho con cháu nữa. Và qua một thời gian ngắn tìm hiểu thì chị Thu Giao và Hoa Cương đã quyết định ra mắt hai bên gia đình và tổ chức lễ phu quy vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 trong sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè. Và đây được coi là đám cưới cổ tích bởi lần đầu tiên có một cô dâu hơn tuổi chú rể nhiều tuổi đến như vậy.
và gạt bỏ những cái tiếng đồn đoán về sự chênh lệch tuổi tác, và những mối tình chị em này cũng đã cùng nhau về chung sống và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, phải không các bạn? Và video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ like và chia sẻ để cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.